Thằng Quyền là củ chuối lắm. Chạy trốn vậy. Con mèo ở trên đó đâu. Đó, có con mèo đang chạy. Chạy con mèo luôn á. Wow. Đỉnh Phan Xi Păng, nóc nhà Đông Dương 3.143 m. Wow, phía dưới là thung lũng mười hoa, thật là đẹp. Tàu lửa ngược chiều. Wow, hoa đẹp quá. Màu tím. Vì sao là một màu buồn tét tét phải không em? Wow, có một cái ngôi trường ở phía dưới thung lũng. Đấy, đấy. Chúng ta coi trên đỉnh nhé. Anh là đúng là quả là người có con mắt tích thẩm mỹ là có thẩm mỹ mày, người ta nhìn thấy cái to thì ai nhìn cũng thấy, anh nhìn cái nhỏ chút xíu thôi. Hôm nay nắng hơi to đẹp đấy. Gì đấy, vỗ tay à? anh muốn bóp bi đang chỗ công cộng này. Bập đang chỗ công cộng. Đây sẽ chụp ảnh. À, chắc có chứ, đâu đến đây. Máy đấy thì có. Có, à, không có em ơi, máy dởm quá. Thank you.